những sự thật thú vị về cá sấu mà có thể là bạn chưa biết. Một cá sấu là một trong những loài động vật lâu đời nhất trên trái đất, tồn tại suốt hàng triệu năm. Hai, có thể bạn không biết, cá sấu sở hữu hệ thống tim phức tạp nhất trong giới động vật có vú. Ba, cá sấu không hề chúng luồn. Chúng có thể nhảy lên khỏi mặt nước để bắt con mồi trên cành cây. Bốn, cá sấu có thể sống đến 100 năm tuổi, đời sống của chúng thậm chí còn dài hơn cả con người năm cá sấu không thể di chuyển lưỡi của mình lưỡi của chúng bị cố định ở phần dưới của miệng sáu nước mắt cá sấu khi ăn cá sấu thực sự tiết ra nước mắt nhưng đó không phải là khóc bởi vì khi ăn chúng nuốt quá nhiều không khí tiếp xúc với các tuyến lệ khiến nước mắt chảy ra